Rồi mình xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã quay lại với kênh nấu ăn của mình nha. Hôm nay mình mời cả nhà vào bếp cùng mình thực hiện cái món rau câu hoa đậu biếc nước cốt dừa. Rau câu sau khi mình làm xong á thì cứ có màu sắc rất là đẹp, thơm ngon. Và cách làm như thế nào thì mình mời cả nhà vào bếp cùng thực hiện cái món rau câu với mình nha. Ở đây thì mình đã chuẩn bị 10 g rau câu giòn. Mình sử dụng hiệu con cá đó cả nhà. Rau câu này mình sẽ cho vào nồi nha. Mình cho vào đây khoảng 1 lít nước và mình khuấy đều lên. Rau câu này thì mình sẽ ngâm trong vòng 20 phút. Sau khi mà mình ngâm 20 phút rồi đó, mình sẽ bắt lên bếp mình đun với lửa vừa nha. Mình vừa đun mình vừa khuấy. Ở đây thì mình cũng có chuẩn bị thêm là 150 g đường. Nước lá đậu biếc nha. Và nửa chén nước cốt dừa, nước cốt nhất đó cả nhà. Rau câu lúc này mình khuấy thì nó đã sôi rồi nè. Bây giờ mình cho một chút xíu muối vào nha. Và lúc này mình sẽ cho đường vào luôn. Thì cái hỗn hợp rau câu này mình nấu trên lửa là 20 phút. Lúc này thì rau câu mình đi đổ được rồi, mình sẽ vặn lửa nhỏ xuống nha. Mình chuẩn bị hai cái khuôn như thế này nè, mà mình đổ từng lớp nha. Đầu tiên mình sẽ cho lớp màu trắng trước. Và lớp thứ hai thì mình sẽ cho nước cốt dừa vào. Mình cho nước cốt dừa vào đó. Cái lớp ở trên nó xe rồi đó, bây giờ mình sẽ cho lớp tiếp theo vào nha. Nước cốt dừa mình cũng đã đổ xong rồi. Bây giờ mình sẽ đổ tiếp cái phần hoa đậu biếc nha. Mình cũng cho khoảng một muỗng canh rau câu đó. Sau đó mình cho 2 muỗng hoa đậu biếc vào. Nếu mình thích đậm thì mình cho 2 muỗng, còn nếu không thích thì mình cho 1 muỗng nha. Sau đó mình lần lượt mình đổ từng lớp lên. Lớp này xe mặt thì mình cứ đổ tiếp tục lớp kia lên. Kế tiếp là mình pha cái nước hoa đậu biếc hơi nhạt nè. Mình sẽ đổ một lớp đậm, một lớp nhạt. Và mình sẽ tiếp tục đổ hết luôn cái phần hoa đậu biếc còn lại nha. Rau câu thì mình cũng đã đổ xong rồi. Bây giờ mình để cho nó nguội á, sau đó mình để trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 4 tiếng nha. Thì đây là cái phần rau câu mình để trong tủ lạnh được 4 tiếng rồi nè. Lúc này nó đã cứng đông lại rồi đó. Bây giờ mình sẽ lấy cái phần rau câu cho cả nhà xem. Nhìn rất là ngon luôn nè cả nhà, nhìn màu sắc lại đẹp nữa. Lúc này mình cảm nhận cái phần rau câu nó rất là giòn luôn. Nhìn nó ngon quá luôn á cả nhà. Bây giờ mình sẽ dùng cái bàn chặn á, sau đó mình sẽ cắt câu câu nha. Mình sẽ trang trí trên cái dĩa một ít dưa leo. Rau câu á là một cái món tráng miệng á, ăn rất là ngon. Cách làm nhanh và đơn giản nữa cả nhà. Mình có thể làm được rất là nhiều màu sắc luôn, theo cái sở thích của mình. Nếu thích cách làm cái món rau câu hoa đậu biếc này thì cả nhà vào bếp làm thử cho gia đình mình thưởng thức nha. Mình cũng đã làm xong món rau câu hoa đậu biếc rồi.
Thì lúc này cả nhà nhìn xem nè, cái rau câu của mình nó màu sắc rất là đẹp luôn, nhìn ngon và đẹp mắt nữa. Bây giờ mình mời cả nhà ăn rau câu hoa đậu bếp với mình nha. Rất là ngon luôn cả nhà ơi. Rau câu thì nó giòn, nó béo và nó thơm nữa. Độ ngọt rau câu thì nó cũng vừa phải nữa. Mình xin cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết clip của mình nha. Nếu thích thì cả nhà nhớ bấm đăng ký kênh và ủng hộ mình. Một lần nữa thì mình xin cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo nha.